nhìn gắt chưa? Các bạn thấy combo đùa cá sấu của mình chưa? Nó đúp xe đúp lìa vậy. Cái mô tô rồi đúng hay khó kiểm soát vậy. Skill xe này lợi hại ta. Lên nhiều, cái tốc độ cơ bản của con ô tô này cũng khá là cao rồi, 11 mà được 304 là khá là cao đấy. Con này tốc độ khá là ổn nha. Được khỏe đấy. Đỉnh cao. Nó tưởng mít rồi chứ. Mà quá kì gốm. Đảng. Double. Sao? Tí mình mua lửa cho các bạn coi. Mới lĩnh giáo được một skill drift quá rất là kinh. Này nè. Hãy xem nó đây. Quá ghê luôn. Đỉnh nghe. Ảo liền. Tự nhiên vô qua cái chỗ đó Shida trời. Tốc độ cao lắm và tiền tốc được nhiều. Map này móc tổ con này luôn á, nhiều và tăng tốc lắm. Con này với con Sentinel nè, làm lại nè chứ không các bạn kêu mình ăn rùa. Quái gì cái trình ở cái đẳng cấp. Đập xe đập. Kéo đi cho. Tiếp liếp liều. Kéo tiếp nè. Không ai show luôn nha. Để ra đây mình tế hiện cho bạn coi. Thích chân không. Kéo đi cho. Kinh chưa. Đẳng cấp. Cái này là cách đua mới khá là nhanh ha, chứ không phải là múa lửa cho bạn coi đâu. Cách này cực kỳ nhanh nha. Đâu luôn. Cái gì mà nó mít đó. Đạn. Lại nè. Đập xe đập. Quá gắt. Mình tập cũng tương thối đạo tối thạo rồi chứ không phải là ăn rùa đâu. Nên giờ mình làm cũng khá đơn giản.
Hai phanh chúng ta đang tốc qua luôn á. Cái pha trước đó mình ấn nhầm đúp xe đúp. Các bạn học cái skill bể đầu xe hai phanh như vậy á, khá là hiệu quả, dùng một số trường hợp cũng khá là ok. Nhất là mấy cái pha buồn như trô khúc đầu á, mà hôm mình hay dùng nó ta dành trả thời gian. Thích lỗ rồi ta. Lâu lâu chạy con Bumbo chạy lại thấy nó cái chân trơn cái gì vậy. Không sao, chuẩn bị nè các bạn coi mình thể hiện nè, đánh ra hết nha. Quá đẳng cấp. Không cần reset mà cua không động tường luôn không, đỉnh chưa, trình ở đó. Họ đổi hướng mạnh chưa? Đúp xe đúp đất này. Cái này cho đoạn này các bạn có thể ECU như mình luôn, kéo cho nó dễ. Đoạn đó cũng khá là khó đấy. Còn cái đoạn sau này thì mình cảm thấy bình thường, dễ kéo. Dư bút nữa. Ghê không? Ảo ma Canada. Về cầu á. Lại nè. Ôi. Đậu xanh. Hình như thiện như nó bị đụng mình vô tường luôn sao á. Ném nữa thua. Này thì ảo. Đập mày cái tường luôn.